Đây là cây bưởi đường chín sớm, ra quả năm thứ hai của Hà Bưởi Ngon. Cây này thì năm nay nó cho ra được 38 quả, trừ những quả mà Hà Bưởi Ngon vặt trước đó không tính, tính những quả bây giờ ăn được là 38 quả. Thì cây này mỗi năm là Hà Bưởi Ngon bón như năm nay là khoảng 3,5 kg cani Đức màu đỏ và màu trắng, bón từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 và đầu tháng 8 âm lịch sẽ dừng lại. Đây là giống bưởi đường chín sớm của Hà Bưởi Ngon. Rất nhiều bà con dòng giống bưởi đường chín sớm của Hà Bưởi Ngon đã bắt đầu cho thu hoạch bói năm thứ nhất hoặc thứ hai như thế này. Nhưng bà con thứ nhất là chưa biết chăm sóc, thứ hai là không bón được cani Đức đủ, cho nên là quả nó sẽ bị khô tôm hoặc ăn nó có vị he. Thì Hà Bưởi Ngon cũng giải thích cho bà con biết là những cây bói, đặc biệt như những cây Hà Bưởi Ngon đang quay đây, là cây nó còn nhỏ. Thực tế là Hà Bưởi Ngon chỉ để duy nhất cây này là nhiều, còn những cây khác là cho ra tự nhiên. Hà Bưởi Ngon khuyên bà con là nên để cây to, nuôi cây to khoảng độ năm thứ tư, thứ năm, cho tán thật to đẹp thì sau đó sẽ bắt đầu lấy quả bói, sẽ tốt cho cây và bền cây hơn đối với lấy quả sớm. Và những quả bói thì tất cả các giống dù cam hay bưởi thì đều cho quả nó sẽ bị khô đầu tôm trong những năm đầu tiên, năm thứ hai và năm thứ ba là thường sẽ khô đầu tôm, trừ những kỹ thuật ví dụ như Hà Bưởi Ngon áp dụng đối với những cây bưởi nó cho quả khoảng 25 quả đến 30-40 quả như thế này, thì bà con có thể áp dụng bón cani Đức. Lưu ý là chỉ cani Đức thì bà con bón mới ngon và đỡ bị khô đầu tôm, do cani Đức có hàm lượng cani trung vi lượng cân đối. Từ trước nay Hà Bưởi Ngon đã bón qua rất nhiều dòng cani, ví dụ như cani Hà Anh, cani của Đài Loan, cani của bên Bỉ, cani của Đầu Châu các kiểu, nhưng mà để so sánh thì không thể nào vượt qua được cani Đức. Nên là để làm được chất lượng ngon và mẫu mã đẹp thì bà con nên sử dụng những hàng chất lượng cao. Chúng ta không thể ví là đi xe máy sang hơn là đi ô tô được, nên là chúng ta nhiều người cũng bảo tôi bón cani mà sao không ngon bằng nhà anh. Thì bà con lưu ý rằng là chúng ta đang đi xe máy, chúng ta không thể so sánh với người ngồi xe 4 chỗ, xe con được. Nên chúng ta phải đầu tư thứ nhất đúng thời điểm, đúng chất lượng của phân và đúng liều lượng. Tức là bà con phải có 3 đúng, 4 đúng. Đúng thành phần cani chuẩn của công ty. Thứ hai là đúng liều lượng và đúng. Thứ ba là đúng thời gian và thu hoạch cũng đúng thời điểm. Còn bên cạnh đây là Hà Bưởi Ngon có một số cây nó ra tự nhiên, thì đây như bà con biết là những cây này nó ra bói ra bói tự nhiên nhé. Thì cây này cũng được khoảng 20 quả, có cây cũng sai hơn, có cây thì ít hơn. Đây thì những cây này Hà Bưởi Ngon ít để ý đến hơn, vỏ nó sẽ dày hơn là cái cây Hà Bưởi Ngon chăm sóc khác. Đây bà con nhìn vỏ nó sẽ dày hơn. Và những quả này bây giờ Hà Bưởi Ngon vặt vào nó sẽ ăn bị khô, bởi vì là Hà Bưởi Ngon chưa quan tâm đến cái chất lượng quả bói. Nên là bà con, nhiều bà con sẽ bảo quả bưởi những năm đầu ăn khô thì bà con không phải lo lắng, bởi vì nó chưa ổn định. Đây, nhưng những cây này nó cũng rất là sạch.